hướng dẫn mở thẻ và giải mã mod của Hamster Combat ngày 3 tháng 7. Chào mừng anh em đã quay trở lại với chuỗi series kiếm 6 triệu xu mỗi ngày của Hamster Combat. Hôm nay, Eric sẽ tiếp tục hướng dẫn anh em tìm 3 thẻ bí ẩn và giải mã mod ngày 3 tháng 7. Đừng bỏ lỡ cơ hội để nhận thêm xu thưởng và tăng khả năng nhận airdrop từ Hamster Combat nhé. Hãy xem ngay để không bỏ lỡ các thông tin quan trọng. Vào trading. Đầu tiên, chúng ta sẽ làm nhiệm vụ thẻ bí ẩn. Đây là 3 thẻ bí ẩn mà chúng ta cần tìm ngày hôm nay. Bây giờ Eric sẽ hướng dẫn anh em tìm từng thẻ một nhé. Thẻ đầu tiên ngày hôm nay là Trading Bot. Thẻ này nằm ở trong mục Market. Nó nằm ở cuối mục nên anh em lăn xuống cuối cùng để tìm nó nhé. Nó đây rồi. Mở thẻ này mình tốn hơn 11.000 xu xong thẻ đầu tiên. Thẻ thứ hai là Hamstergram. Nó nằm ở trong mục PR và Team. Thẻ Hamstergram đây rồi. Mở thẻ này mình tốn hơn 2.000 xu. Thẻ cuối cùng của ngày hôm nay là thẻ mới nên nó sẽ nằm ở trong mục thẻ mới của mục Special. Mở thẻ này thì mình tốn hơn 35.000 xu. Tìm đủ 3 thẻ rồi, mình đã nhận được hơn 5 triệu xu ở đây. Tuy nhiên có một lưu ý mà mình muốn nhắc nhở anh em là ở thẻ thứ 3, thẻ này thì có giới hạn về thời gian. Chính vì vậy anh em hãy tranh thủ mở thẻ sớm để kiếm 5 triệu xu nhé. Nhiệm vụ thứ hai là giải mã mod kiếm 1 triệu xu. Giải thích qua một chút cho những anh em chưa biết về mã mod. Đây là bảng mã mod, nó sẽ có hai ký tự là chấm và gạch. Mỗi chữ cái và số sẽ được mã hóa bởi một chuỗi dấu chấm và dấu gạch ngang. Mỗi ngày Hamster Combat sẽ cho chúng ta một từ khóa. Nhiệm vụ của chúng ta là phải tìm được từ khóa đó và gõ đúng các ký tự của nó. Để chuyển sang giao diện gõ mã mod thì anh em hãy bấm vào ô mật mã hàng ngày. Ở giao diện này thì anh em sẽ tiến hành gõ mã mod vào con chuột này. Tạo dấu chấm thì anh em bấm nhanh một cái, còn tạo dấu gạch thì anh em bấm giữ một cái. Mã mod của chúng ta ngày hôm nay là FOD. Chữ cái đầu tiên là F, anh em bấm nhanh 2 lần, bấm giữ 1 lần, sau đó bấm nhanh 1 lần là được. Chữ cái thứ hai là U, bấm nhanh 2 lần, sau đó bấm giữ 1 lần. Chữ cái thứ ba là D, bấm giữ 1 lần, sau đó bấm nhanh 2 lần là xong. Giải xong mã mod, mình nhận được 1 triệu xu thưởng rồi. Mình đã hướng dẫn xong cho anh em cách tìm 3 thẻ bí ẩn và giải mã mod ngày hôm nay rồi. Anh em lưu ý là thẻ bí ẩn trong video này sẽ hết hạn vào 7 giờ tối nay và mã mod sẽ hết hạn vào 2 giờ sáng mai. Vì vậy anh em hãy tranh thủ tìm mã và mở thẻ để kiếm 6 triệu xu thưởng nhé. Đáp án mã mod và 3 thẻ bí ẩn hàng ngày mình sẽ cập nhật ở trên kênh YouTube và group Telegram của Farm Trading. Ngoài ra Eric cũng sẽ cập nhật thường xuyên thông tin về kèo airdrop của Hamster Combat ở trên hai kênh này. Vì vậy anh em hãy đăng ký kênh và tham gia vào group của Farm Trading để không bỏ lỡ các cơ hội kiếm 6 triệu xu mỗi ngày cùng với những thông tin hữu ích của kèo Hamster Combat nhé. Cảm ơn anh em đã xem hết video. Hy vọng video này hữu ích với anh em. Nếu gặp bất kỳ khó khăn nào trong quá trình thực hiện, hãy comment ngay bên dưới để admin giải đáp cho anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở video tìm 3 thẻ bí ẩn và giải mã mod ngày mai.